Hệ thống nước sạch là một phần quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi lợn vì nước đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của sức khỏe và sản xuất của lợn. Dưới đây là 7 điểm quan trọng của hệ thống nước sạch trong chăn nuôi lợn. 1. Là dinh dưỡng và sức khỏe. Nước là một phần không thể thiếu của lợn. Lợn cần nước để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể, tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa dưỡng chất. Sự thiếu hụt nước có thể dẫn đến stress, suy giảm sức khỏe và giảm hiệu suất sản xuất. 2. Là hệ thống tiêu hóa. Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa của lợn. Nó giúp hòa tan thức ăn và hấp thụ dưỡng chất, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của hệ tiêu hóa. 3. Là môi trường sống. Hệ thống nước sạch cung cấp cho lợn môi trường sống thoải mái và khô ráo. Nước sạch giúp giữ cho lợn luôn sạch sẽ và giảm nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật. 4. Là nhiệt độ cơ thể. Nước giúp duy trì nhiệt độ cơ thể của lợn trong khoảng mức lý tưởng. Điều này quan trọng đặc biệt trong môi trường nuôi lợn, nơi nhiệt độ có thể biến đổi nhanh chóng. 5. Là sản xuất sữa. Đối với lợn mẹ, nước là yếu tố quan trọng đối với sản xuất sữa. Sự thiếu hụt nước có thể ảnh hưởng đến lượng sữa sản xuất, gây ra sự suy giảm hiệu suất cho quá trình nuôi con. 6. Là tiết kiệm nước. Một hệ thống nước sạch hiệu quả có thể giúp tiết kiệm nước và tài nguyên, giảm chi phí vận hành và duy trì hệ thống. 7. Là phòng tránh bệnh tật. Nước sạch giúp ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật trong đàn lợn. Với những lợi ích trên, việc duy trì hệ thống nước sạch và hiệu quả là một phần quan trọng trong việc quản lý chăn nuôi lợn để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất sản xuất của đàn lợn. Thank you.
Mm-hmm.